mến chào tay ngủ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa kỳ ngày 23 tháng 2 năm 2023 do Emily và cộng sự thực hiện kính chúc cho tất cả quý vị có thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trở lại bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tòa án công khai bằng chứng mới, cảnh sát chìm thủ đô đã thúc giục người biểu tình đi về phía tòa nhà Capitol và chiều qua hàng rào. Cựu Tổng thống Trump tuyên bố bất kỳ ai tranh cử Tổng thống đều nên kiểm tra sức khỏe tinh thần. Taliban bất ngờ đóng cửa khẩu hàng ngàn xe tải bị mắc kẹt ở biên giới. Nga nói không cung cấp đảm bảo an ninh cho ông Biden trong chuyến thăm Kiev. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, theo các tài liệu tòa án mới được tiết lộ, ba cảnh sát chìm của Sở Cảnh sát Thủ đô MPD đã trà trộn và tham gia cuộc tuần hành của những người biểu tình ở phía tây bắc của Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1. Họ bao gồm một người treo qua hàng rào và thúc giục những người khác đi về phía Điện Capitol. Trong khi đó, một người khác đi phía sau cô Ashley Barbis, ngay sau đó cô ấy đã bị bắn. Nhiều bằng chứng mới được trích xuất từ bodycam của các người tham gia cuộc tuần hành ghi lại cũng cho thấy, vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, các sĩ quan của MPD đã chặn 4 người đàn ông mặc thường phục có vũ trang. Những người đàn ông này hóa ra là các đặc vụ liên bang. Video kèm theo hồ sơ có âm thanh rõ ràng từng lời nói của các sĩ quan MPD mặc đồng phục rằng chúng ta đã bị gãi bẫy để thất bại vào ngày 6 tháng 1. Thông tin trong những tài liệu của tòa án nói trên sẽ khơi lại cuộc tranh luận về vai trò của các sĩ quan và đặc vụ chìm trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1. Lý do tại sao Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các thẩm phán liên bang đã ra lệnh bằng chứng này được niêm phong và giữ bí mật. Thay vì họ đưa ra công khai trước tòa cho dân chúng biết, đoạn video này chứng minh một cách rõ ràng rằng, vào ngày 6 tháng 1, các nhân viên chấp pháp chìm được cài cấm vào để thúc giục đám đông tìm mọi cách để tấn công vào điện Capitol. Thế nhưng, tại sao Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các thẩm phán liên bang không thể tiết lộ những sự thật này? Một trong những kiến nghị nói trên cho biết, vào khoảng 1 giờ 40 phút chiều ngày 6 tháng 1, ba cảnh sát chìm của MPD đã tiếp cận góc Tây Bắc của khuôn viên Điện Capitol. Sĩ quan 1, người đang quay phim hành trình của họ đã tham gia cùng đám đông hô vang, hãy tắt cạn đầm lầy, khi một nhóm đàn ông chạy ngang qua họ về phía Điện Capitol. Sĩ quan 2, đội một chiếc mũ đen đã vô tình nói, những người đó sắp bị bắn, tuy nhiên họ cũng không ngờ được tất cả đã bị nhiều camera xung quanh ghi lại được. Tại chân cầu thang vào điện Capitol, sĩ quan số 1 hòa vào đám đông và khu vang. Hạ viện của ai vậy? Hạ viện của chúng ta. Ngay sau đó, ông kích động nhiều người trèo lên hàng rào. Tiếp tục viên sĩ quan này hét to rằng, đi đi đi. Khi họ trèo lên các giá đỡ xe đạp, sĩ quan đã hét lên để đám đông giúp anh ấy trèo lên, giúp anh ấy trèo lên. Tiếp theo là đẩy anh ấy lên, đẩy anh ấy lên đi. Viên sĩ quan thúc giục những người biểu tình đang ở trước mặt anh ấy hãy tiến vào điện Capitol và hét lên rằng, nào, 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 đi thôi nào. Hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra. Tại sao chính phủ Joe Biden và Ủy ban ngày 6 tháng 1 của quân bộ Nancy Pelosi đã không công khai nhiều bằng chứng này? Tại sao họ lại không bắt những viên sĩ quan chìm của MPD đang hồ vang, hạ viện của chúng ta và liên tục thúc giục những người biểu tình tiến lên các bậc thang phía Tây Bắc vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1? Tại sao họ lại niêm phong các video đó và không công khai chúng? Thưa quý vị, sắp tới đây, Chủ tịch Hạ viện Mỹ là ông Kevin McCarthy công bố toàn bộ 41.000 cảnh quay thì các bị cáo có thể truy cập được cơ sở dữ liệu này, đó là bằng chứng đầy đủ của sự kiện ngày 6 tháng 1. Trước đây, DOJ đã giúp Ủy ban cánh tả ngày 6 tháng 1 và chính phủ Joe Biden che đậy những tài liệu này. Giờ đây thì không thể che đậy được nữa. Chúng ta có thể tự biện hộ trước các công tố viên liên bang. Với nhiều bằng chứng rõ ràng thì chúng ta sẽ thắng, như quý vị cũng đã biết, Donald Trump chính là nạn nhân trong vụ án này. Nancy Pelosi và đảng Dân Chủ đã cài cắm người của mình vào đám đông để họ kích động dân chúng và tạo nên một cuộc biểu tình bạo loạn. Mục đích của họ là bỏ tù Donald Trump càng sớm càng tốt. Tuy nhiên thì ông trời có mắt, âm mưu của họ bất thành và giờ là lúc họ sẽ phải gánh chịu những hậu quả do mình gây ra. Nancy Pelosi, Joe Biden, đám Rinos Cộng Hòa và hàng loạt các quan chức đảng Dân Chủ sẽ sớm bị đưa vào tù đi đếm kiến. Cựu Tổng thống Trump tuyên bố, bất kỳ ai tranh cử Tổng thống đều nên kiểm tra sức khỏe tinh thần. Quý vị thân mến, cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 22 tháng 2 đã nói rằng, tất cả mọi người tranh cử vào tòa Bạch Ốc đều cần đồng ý làm bài kiểm tra năng lực tinh thần. Đáp lại thách thức trước đó của bà Nisky Hawley khi bà ta nói, chỉ những chính trị gia hơn 75 tuổi mới cần làm bài kiểm tra năng lực tinh thần khi tranh cử tổng thống Mỹ. Cả ông Donald Trump và bà Haley đều đã chính thức loan báo tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024. Bà Haley trong phát biểu tham gia tranh cử, nhấn mạnh về việc nước Mỹ cần thay đổi thế hệ lãnh đạo và đề nghị rằng các chính trị gia hơn 75 tuổi nên bị bắt buộc tham gia bài kiểm tra năng lực khi ứng cử tổng thống. Ý tưởng về bài kiểm tra năng lực nêu trên rõ ràng nhắm vào Tổng thống Joe Biden, 80 tuổi, và cựu Tổng thống Donald Trump, 76 tuổi. Sau phát biểu của bà Holly, ông Donald Trump thậm chí đã tiến thêm một bước nữa khi tuyên bố bất kỳ ai chạy đua làm Tổng thống Mỹ đều nên làm bài kiểm tra năng lực tinh thần. Trong tuyên bố của mình, ông Trump cũng nhấn mạnh rằng quý vị có lẽ sẽ không làm Tổng thống thành công nếu quý vị không có sự sắc sảo về tinh thần và sự bình bỉ về thể chất bất kỳ ai chạy đua vào văn phòng tổng thống mỹ nên đồng ý tham gia bài kiểm tra năng lực tinh thần và bài kiểm tra toàn diện đồng thời với thời điểm thông báo rằng ông ta hoặc bà ta sẽ tranh cử hoặc trước đó và nếu không thì cũng phải làm bài kiểm tra ở mức độ thấp hơn việc đồng ý làm bài kiểm tra như vậy sẽ chứng minh rằng quý vị có năng lực thể chất để làm việc để làm một tổng thống xuất sắc đòi hỏi phải có sự sắc sảo về tinh thần và bền bỉ về thể chất tuyệt vời nếu quý vị không có những năng lực hay là đặc điểm này, thì có lẽ quý vị sẽ không thành công. Trong năm 2020, ông Donald Trump đã chạy quảng cáo chiến dịch trên truyền hình, chỉ trích ứng cử viên Joe Biden thiếu sức mạnh, bền bỉ và dũng khí để lãnh đạo đất nước trong vai trò là tổng tư lệnh. Taliban bất ngờ đóng cửa khẩu, hàng ngàn xe tải mắc kẹt ở biên giới. Thưa quý vị, hàng ngàn xe tải chở hàng hóa bị mắc kẹt ở khu vực biên giới Afghanistan, Pakistan do chính quyền của Taliban bất ngờ đóng một cửa khẩu then chốt giữa hai nước ngày thứ ba liên tiếp. Các nhà cầm quyền của Taliban ở Afghanistan bắt đầu thực hiện việc đóng cửa khẩu Tokham, điểm trung chuyển chính dành cho khách du lịch và hàng hóa giữa nước này và Pakistan từ ngày 19 tháng 2. Theo Reuters dẫn lời Sahadi, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp chung Afghanistan, Pakistan cho biết, động thái này đã gây thiệt hại cho các thương nhân của cả hai nước, đặc biệt là những đối tượng kinh doanh rau củ quả tươi. Ước tính 6.000 xe tải chở hàng hóa đang bị mắc kẹt ở cả hai bên biên giới suốt 3 ngày qua. Afghanistan phụ thuộc vào hàng hóa từ Pakistan để đáp ứng phần lớn nhu cầu trong nước. Nhiều xe tải cũng sử dụng Afghanistan làm điểm trung chuyển trên đường đến Trung Á. Theo ông, một số xe tải đã chọn chuyển hướng sang một cửa khẩu biên giới khác, nhỏ hơn. Thế nhưng, các thương nhân lo lắng về an toàn của các tài xế đi đến những khu vực này. Lý do đóng cửa hiện tại chưa rõ ràng, mặc dù các quan chức của hai nước tiết lộ họ đang thảo luận để giải quyết vấn đề. Một quan chức cấp tỉnh của Taliban vào ngày 20 tháng 2 cáo buộc rằng Pakistan đã không tuân thủ các cam kết về cho phép quá cảnh, khách du lịch và người bệnh đang cần điều trị đi qua cửa khẩu. Chính phủ Pakistan không bình luận công khai về vấn đề này. Thưa quý vị, một nguồn tin chính thức của Pakistan cho biết, phía Afghanistan đã không thông báo lý do cho họ trước khi đóng cửa khẩu. Các cư dân của địa phương báo cáo có tiếng súng dữ dội vào sáng ngày 20 tháng 2 gần cửa khẩu của Torkham. Tuy nhiên, giới chức của Taliban phủ nhận đã xảy ra bất kỳ cuộc đụng độ nào, đồng thời khẳng định tình hình đang được kiểm soát. Tranh chấp có liên quan đến đường biên giới dài 2.600 km đã trở thành vấn đề gây căng thẳng giữa hai nước láng giềng suốt nhiều thập kỷ qua. Nga nói không cung cấp đảm bảo an ninh cho ông Biden trong chuyến thăm Kiev. Quý vị thân mến, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev trước đó khi bình luận về chuyến thăm đã nói về sự đảm bảo an toàn cho nhà lãnh đạo Mỹ từ Nga. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan cũng nói với các phóng viên vào hôm thứ Hai rằng Washington đã thông báo trước cho Nga về chuyến thăm với mục đích giảm xung đột. Trước đó, thì Mỹ đã thông báo cho Nga về chuyến thăm Kiev của ông Joe Biden thông qua các kênh ngoại giao. Tuy nhiên, thì ông Bosnikov nói sau bài phát biểu thường niên của Tổng thống Nga Putin trước Quốc hội Liên bang rằng Chúng tôi chưa cung cấp bất kỳ đảm bảo an ninh nào. Người đứng đầu của FSB lưu ý rằng, Moscow và Washington đang tiếp tục hợp tác an ninh, chủ yếu trong lĩnh vực chống khủng bố quốc tế. Dù vậy, sự hợp tác này hiện đã khác xa so với trước đây. Ông Bosnikov nhận định, không ai hưởng lợi từ việc giảm liên lạc, mọi người đều quan tâm đến việc duy trì các mối quan hệ này. Nga đang phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố do các cơ quan an ninh Ukraine gây ra. Ông khẳng định rằng, chính phương Tây đứng sau mối đe dọa đến từ các cơ quan an ninh của Ukraine. Nga đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để có thể ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy. Ngày 21 tháng 2, Joe Biden đã có chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát. Ông cam kết viện trợ quân sự thêm 500 triệu đô cho Ukraine, bao gồm đạn pháo, hệ thống chống thiết giáp và radar giám sát. Còi báo động không kích đã vang lên ở Kiev trong chuyến thăm của ông Joe Biden, thế nhưng không có báo cáo nào về các cuộc không kích của Nga vào thời điểm đó. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.